rồi tôi vẫn không thấy trên các báo mạng hoặc là những cái nguồn cộng đồng mạng gì đó ha, có những cái bài viết hoặc video nó có tính cách chuyên nghiệp hoặc cụ thể hơn, mà gần như là nó có một số dạng video là bạn bè quen biết hoặc là nghĩa là mình nghe vào mình biết ngay ra nói nâng nâng lên tí ha. Và chuyện đó thì đối với mình cũng hợp lý thôi, ai cũng vậy, chính bản thân mình tôi cũng muốn đây là mình nhá, nhiều khi mình còn tốn tiền để nhà kêu mình làm mà. Do vậy là có rất nhiều các bạn trẻ hỏi tôi sao ông Trung Nguyên ông nói gì tôi không hiểu gì hết, không hiểu, tôi không biết các bạn có gặp trường hợp giống như vậy không, nhưng mà rất rất nhiều người họ hỏi tôi vậy, nếu họ không hiểu gì hết, nói là họ chú ý họ xem nhiều cái clip trong nhiều cái buổi mà của tòa án đó, thì ở giữa những buổi đó có những phóng viên hỏi hay là ai đó hả, họ đặt những câu hỏi để ông trả lời đó, thì các bạn trẻ mình nói với tôi hay là các bạn trai dù ghé tôi không chính vì như vậy á, tôi phải quay trở ngược lại tôi xem nghiên cứu nghe xem một cách kỹ lưỡng hơn, ngay cả những cái video hay bài viết mà do công cụ tìm kiếm của mình á, nó lấy ở đâu ra đó, chứ nó không có là những cái loại mà thường xuyên nha, như mình thấy trên YouTube hay là trên các báo mạng Việt Nam mà. Do vậy hôm nay tôi cũng muốn làm một cái video thứ nhất để trả lời cho một số các người quen, các bạn trẻ có đã từng đặt câu hỏi như vậy, và tôi nghĩ có lẽ cũng đến lúc là nên nói một cái tôi không phải là nói là về vấn đề là mình theo bên nào hay là bên với bà Diệp Thảo hay là ông Nguyên Vũ, không phải như vậy, tức là đây là tôi nói chỉ nói riêng vấn đề là theo cái cách truyền thông chung ha, của cộng đồng, thì có lẽ là phải nên có một cái tiếng nói cho nó, tôi phân tách ra và tôi đưa ý kiến của tôi, ý kiến chủ quan riêng của tôi, nhưng với những cái nhận định có chuyên nghiệp để có thể giúp cho các bạn là hiểu nhiều hơn, hoặc là có thể các bạn nói là không hiểu gì hết, nhưng sau khi xem cái đoạn video này thì các bạn hồi tưởng lại một tí ha, thì tự động mình sẽ cái trí óc của mình, trí não của mình nó làm việc ha, nó sẽ sắp xếp trở lại đó, những cái thông tin, những cái ký ức nào á nó đã vô trong đầu của mình trước đây rồi, nhưng mà vì mình không hiểu đó, nó chạy đâu, nó không có dính gì với nhau hết. Bây giờ nếu mà đã có sự giải thích một tí, các bạn sẽ thấy nó chạy trở về và trong não mình, để nó xếp giống như nó xếp trên từng ngăn tủ, ngăn tủ để cho mình dễ đọc. Nó có nghĩa là có tự nhiên các bạn tự thấy xúc gì ừ hèn chi ha, vậy mà hồi đó mình không nghĩ tới, cho nên là mình không hiểu ông nói cái gì, ví dụ như vậy á. Mà một cái có thể có một cái rất đơn giản nào đó thôi, bản thân các bạn đã biết rồi đó, nhưng do cái cách nói của ông Nguyên Vũ mà làm cho các bạn không liên tưởng tới được cái đó, cho nên là các bạn không có cái dữ liệu ở đâu hay thông tin nào khác để bù trừ vô cho mình so sánh, hoặc là mình ấy thêm cái tiếng không hiểu, không hiểu thì đâm ra mình không hiểu một thì cái lần sau có thể là ông nói nó cũng gần gần hơn, dễ hiểu hơn, nhưng vì lần trước mình đã không hiểu, nên lần này cái não mình sẽ điều khiển nó tự động nó nói mình chắc cũng y gạch người này á, vì lý do gì hay nguyên do như thế nào, tại vì có thể theo tòa họ xử án hoặc cho là anh ta bị có liên quan vấn đề tâm lý tâm thần, nó dẫn tới cái sự việc giết người đó, chứ không phải là tự anh ta muốn ha, cho nên là anh ta sẽ được một cái quyền ấy, ở nhà sinh điên ở, mình nói đại khái như vậy, để trong bao lâu á để bác sĩ tới điều trị, chừng nào không được hoặc bác sĩ kết luận ha,
sau đó không điên không gì thì là mới vô tù luôn. Nói hơi vòng vo Tam Quốc ha, thì cái này tôi xem như là một cái đoạn giới thiệu riêng đi ha, bên ngoài của cái video clip mà nói cụ thể vô đó, thì nhiều khi chính những nói riêng này đó nó sẽ giống như là một cái chìa khóa nhỏ đó, nó dài mã khi mà bạn vô trong coi video và những cái sự việc, hay là bạn nhớ là những sự việc bạn đã xem rồi ha, anh Trung Nguyên ông đấy, ông phát biểu hay ông làm những việc gì đó, thì bạn sẽ thấy nó mở ra ngay. Có nghĩa nếu mình biết một tí tí cái đó mình sẽ thấy ngay ha. Thì tôi nói chẳng hạn như vậy, có thể nhiều khi chính bản thân ông Nguyên Vũ không hiểu tại sao mà hình như là xã hội số đông không ủng hộ ổng nhiều lắm đó. Đó là cái đầu tiên mà mọi người đều cảm thấy như vậy đó. Và đương nhiên ông ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà vì chưa đến lúc ông thật ra ông cũng không có phải là cái dạng mà cần những cái ý kiến đó đâu phải không? Nhưng mà ai làm gì cũng vậy, mình tuyên bố mình nói mình cũng muốn nghe thử xem người ta nói mình nói đúng hay sai chứ, đâu có thể nói bâng quơ chơi như vậy được. Mình là dân có thức, có tiền bạc, có đầy đủ, có tất cả mọi thứ ha. Mình chỉ thiếu sự tôn trọng cần thiết của mọi người đối với mình thôi. Đương nhiên mình đã là đang nhìn tính cách đàng hoàng thì mình đã tôn trọng rồi, nhưng đây cái sự tôn trọng này, cái ý nghĩa nó nằm cao hơn nữa, nó nằm cao hơn nữa, có nghĩa là ai thường thường ha, khi mình vượt qua cái ranh giới của chuyện cơm nước nhà cửa, như là nói chung lo toan cho cuộc sống hàng ngày hàng tháng, mình vượt ra khỏi đó rồi á, thì thường thường mình sẽ nghĩ đến một cái ha, cao hơn tí nữa ha, mà nó gần như là cũng là một cái gia vị của cuộc sống của mình, là mình muốn được mọi người tôn trọng mình nhiều hơn. Cho nên mình nói gì mình cũng muốn người ta đó. Nên nếu bản thân tôi là ông Vũ, tôi cũng sẽ phải nóng ngó kêu Henry là ha, nó chỉ tìm hiểu xem nói như vậy này kia hay là sao hả, thì không biết họ thu thập bằng cách nào đó, tại vì tôi thấy cái đó cũng khó lắm. Hỏi nhiều người họ không muốn nói, không muốn trả lời chẳng hạn. Thí dụ mà bạn đi, bạn mà không tin, ông nói gì tôi không biết. Thí dụ mà bạn mà không tin, bây giờ mình lại hỏi đưa đâu bạn đâu trả lời, mà nói thế tôi cũng không để ý lắm, tôi không theo dõi, chứ bạn sẽ không trả lời được không, tôi không tin, đừng có nói cái gì mà biết hết ha. Đó, cho nên là những cái thông số đó nó không được đúng lắm đâu. Thì tôi muốn thông qua cái video này tôi sẽ giải thích một vài việc để cho ngay ngược cả các bạn trẻ, người mà nghe theo dõi cái mà tôi gọi là hiện tượng đặc lên ruộng, tức là chủ đề chúng tôi gọi là cái hiện tượng đặc lên ruộng, để các bạn hiểu là tại sao ông ta lại làm những điều đó, ông ta lại nói như vậy ha. Mà có thể những điều đó là ông tốn tiền ha, ông ta xin phải chi phí phải đủ thứ hết, chứ không phải là nó nói rồi là có tiền của túi đó đâu, không đó. Nhưng mà đó là tại sao ông làm như vậy, mục đích như thế nào, để làm gì, và mình là một người nghe hay là mình là người trẻ, hay là mình có rành rang hay gì đó, hay là mình làm sao đó ha, mình có muốn tham gia một phần vào những cái kế hoạch chương trình to lớn mà ông đã từng nói đó, thì ít nhất mình phải hiểu cái mục đích nằm ở đâu, và cái trong con người của mình á, tức là mình nói bây giờ mình muốn theo ai đi mình muốn theo ai đi, thì mình phải có cảm tình ha, mình phải thấy rằng là ha, điều này nó có lợi cho cả cuộc sống của mình thì mình mới theo, chứ nếu mình thấy theo là chết chắc thì mới đâu có ai theo làm gì đó. Cho nên tôi muốn giải thích như vậy để các bạn đừng có hiểu sai, tại vì có thể các bạn hiểu sai đi rồi các bạn sẽ đó, hoặc là đáng lý ha, một cái hay mình theo mình làm để mình cũng là một người không phải là quá khó khăn về kinh tế ha, tương đối ha, không lo lắng lắm, cho nên mình có thời gian để có thể tham gia những cái việc mà hay hơn, giúp người này người kia. Mà nếu riêng một mình không làm được rồi đó, mình làm dưới một cái tổ chức đại khái là như vậy. Và cuối cùng nữa là đây là thật ra nếu nói theo cảm tính một tí, cảm tính chủ quan của tôi thì
tôi cũng rất muốn cho ông Nguyên Vũ của chúng mình thành công. Tôi nói thẳng vậy. Cho nên trong video này, ngoài những cái góp ý góp ý gì theo kiểu là phản bác bao giờ ông phải thiếu nhìn, chứ bây giờ mình đâu phải là người gì đâu mà tự nhiên nghĩ vô nịnh nọt không có, chứ là mình thấy không được thì mình nói góp ý, chứ không phải là phản bác mạnh thẳng thừng. Nhưng mà đúng là mình phản bác, mình nói không lịch sự lắm đó, thì anh làm kéo như vậy là sai rồi, hay là anh làm như vậy là chưa đúng lắm hả? Hay là lịch sự một chút nữa là đáng lý anh phải thế này thế kia. Cho nên là tôi cũng rất muốn như vậy. Và trong một cái việc nào, nhất là một việc lớn vậy, có thể là ông Nguyên Vũ, thứ nhất là ông theo những học thuyết mới này có mấy năm nay thôi, cho nên nó cũng có một cái ảnh hưởng là cái phần trí não đó, tâm trí học, nó dành ra cái phần rất lớn để suy nghĩ về những cái học thuyết đó, suy nghĩ về những cái bên trong. Tại vì tôi nói là học thuyết của ông Cát Xuân này là một trong những học thuyết hóc búa nhất, gây nhiều tranh cãi nhất trên thế giới, chứ không phải là phớt dễ rồi, phớt thì không ai tranh cãi dễ đâu, là đúng không? Đó, ông này không phải là không phải là sai, cũng không phải hoàn toàn đúng, mà có đúng và có cái chưa được chứng minh là đúng hay sai, chứ không phải là sai nha, cũng không phải là đúng mà chưa được chứng minh là cái làm theo cách của mình là sai hay đúng, chưa chứng minh được. Cho nên chứng minh như vậy, cho nên là học thuyết của ông rất gây rất tranh cãi rất nhiều. Nhưng vào thời đại hiện nay thì theo những quan điểm mới, bây giờ này dùng chữ tỉnh thức, thức tỉnh này kia kia nọ, mà thật ra nó có nhiều hướng thức tỉnh lẫn nhau. Tôi nói vậy không phải tất cả các bác thấy ở đâu nói chứ là một không không. Tôi nói ngay thí dụ ngay diễn viên gì của mình nhé, diễn viên gì cũng nổi tiếng mà nó hay đóng với đóng phim với lại đà nữ của mình đó là tôi xin lỗi, tôi tí nữa tôi trở lại tên đã bị, có lẽ các bạn nhớ rồi nhưng mà tôi không nhớ. Thì đó, anh ta lúc này bỗng nhiên anh ta cũng hay lên YouTube, anh ta giảng dạy mỗi lần mấy tiếng đồng hồ về tỉnh thức. Nhưng mà có hai kiểu tỉnh thức, có nghĩa là một cái chữ tỉnh thức dùng trong phân tâm học này là từ xưa tới nay, là kể cả ông Freud, kể cả ông Catrun và ông Albert Ux, nhiều người ha về cái ngành tâm lý phân học họ đều dùng cái từ đó để họ diễn giải ha một cái chuỗi hành động để đi đến mục đích. Còn trong trường hợp của hiện nay có những cái phái mới đó, cũng gọi là phái tỉnh thức, thức tỉnh gì đó ha, tùy theo cái họ gọi tên, nhưng mà mới có nghĩa là đa số những cái phái đó là nguồn nó từ Iraq mà ra, tức là sau khi Iraq họ tìm thấy cái thành phố mà ở bên đó là Saqqara gì đó, có nghĩa là nó là cái lâu đời, cái thủ phủ mà gọi là lâu đời nhất, từ nếu theo sách kinh thánh của bên ấy thì của ước này nọ thì gọi là sau khi tháp đài Babylon bị bỏ dở là vì không nói chuyện được với nhau đó, ngôn ngữ khác tan rã ra đó, thì đây là cái nơi đầu tiên xây dựng. Thì tôi không phải là người giảng về những cái đó, cho nên là tên vua nào hay gì đó tôi cũng không thể đề cập đây được, không thể nhớ hết mà đề cập được, nhưng mà nó đơn giản như vậy. Thì thành phố cổ đó nó nằm ở Iraq, và chính như vậy vì lý do đó mà ông Saddam Hussein trước đây ông bị đó, là chứ không phải là về nói ha ông đánh đấm gì Mỹ không có, nhưng vì Mỹ và một số các nước Âu Châu họ sợ rằng trong thành phố đó nó có những vũ bí mật từ xưa đó, chẳng hạn dễ nó hiểu là cổng trời đó, chẳng là mình nó đi xuyên qua thời gian thấy không, đến vũ trụ khác gì đó, cổng trời nó
Tại vì những cái đó là ngày xưa nhiều sách họ ghi chú lại, chứ không phải là chỉ có một. Cho nên là với những học giả mà uyên bác thì họ tin. Nghe mặc dù đã tìm chưa ra, nhưng mà vào giai đoạn đó, đó người ta nghi là ông Saddam Hussein đúng. Ông có, thì đúng là ông có tìm thấy, ông có tìm thấy cái mô hình của cái cộng đó thật. Và ông đem đi, ông giấu ở sa mạc, ông đào riêng chỗ cất luôn đó. Rồi nghĩa là ông Saddam Hussein cũng có một cái hệ thống thổi cát đó. Ừ, để tưởng tượng giống như một cơn bão nhỏ nhỏ vậy, để chi xe rồi cũng đã một trình gần hay khi ông muốn làm gì á, thổi cát lên để cho ống kính vệ tinh á, dân trời Mỹ không nhìn thấy được à, nhỏ chạy quá à. Nó nói chính vì ông làm những cái thổ ở Mỹ nó càng nguy hiểm nữa, thấy ghê quá. Ông cha này chắc có cái gì rồi à, có tình báo của họ thì họ đã biết rồi về cái vụ mà thành phố cổ đó rồi. Đó, là nó có cái cộng trời đó nè. Chính như vậy mà ông mới bị quất đấy. Chứ không phải đúng ra không phải là vì ông nuôi quân của Bin Laden này kia đâu, không phải đâu. Đó là có thôi, ông có cho phép những cái trường đó huấn luyện nó, nhưng mà nó không phải là cái lý do. Mà cái lý do sợ nhất là ông là cũng cọc giấy. Cọc giấy đó. Ông hay hù Mỹ lắm. Lâu lâu rồi ông còn hù móc cái viên nhỏ 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 rồi. Ý ông nói cái viên thuốc này á, tác động nó giống như là hạt nhân đi. Mà thiệt đâu có, không có tác dụng vậy. Ông hù, hù chơi, ông làm nhiều lên. Chính vậy mình tức lắm. Tức lắm, nhưng mà tin tình báo thì nói là lỡ mớ ông có vũ khí thiệt á. Nhưng không biết loại gì thôi. Mà nó còn căng hơn nữa là nó không phải là cái loại như mình tưởng tượng từ xưa nay là độc lắm, như là sinh học hay vũ khói sinh học chất độc vẫn còn chặn được. Nhưng đây cái dạng mà nếu mà mở được cái cổng trời, có nghĩa là đi vào thế giới chiều thứ tư và thứ năm ấy, có nghĩa là qua thời vượt thời gian luôn, đã qua của thời đại khác, hành tinh khác, vũ trụ khác. Thế thì thác lỗi rồi, thác lỗi to rồi, thấy không? Đó, thì xin lỗi, lại càng ngày càng đi xa, các bạn thấy không? Thôi được rồi, tôi rất xin lỗi lỡ hôm nay như thế, và tôi sẽ cố gắng ha, là mình thu gọn. Tại vì nhiều khi tôi nói thì nó ấy, nhưng mà thật ra nó đều có liên quan hết. Chẳng hạn như tại sao ông Vũ phát biểu thế này thế kia, nó cũng có liên quan đến những việc này đó. Tức là ông, bây giờ quan điểm của ông là rất tôn sùng Do Thái à, ông cho là dân tộc Do Thái cái này kia là số một, làm giống nó là sẽ thành công này kia. Không, đó là chỉ là lý thuyết thôi. Chỉ là lý thuyết. Mỗi nước, mỗi con người, mỗi dân tộc có cái cách làm khác nhau hết, không ai giống ai hết. Tại vì Do Thái họ có một cái lợi là từ ban đầu mấy ngàn năm trước, trước công nguyên nữa đó, là cái giáo lý đưa ra đó là của họ đó, cho nên là nó có hơi rắc rối. Nhưng dù sao họ cũng có những cái tác động vào bên trong nữa, tại vì họ hiểu là cuốn kinh thánh ra là gồm những cái gì, họ giải nghĩa kinh thánh theo cái kiểu của họ, ví dụ vậy đó. Tại vì về tôn giáo là cái phần cao tầng cao nhất trong tất cả mọi vấn đề của loài người ha, là chính trị cũng nằm dưới hết, tất cả tôn giáo mới là cao nhất ha. Bởi bạn thấy nhiều người theo tôn giáo là họ không cần biết gì hết, cứ nói là làm, họ làm theo liền ha, không cần thắc mắc cái gì hết. Nếu mà ở đâu có phải ai cũng nói để nghe được đâu. Cho nên là tôn giáo là một cái đỉnh cao ha, trong mọi cái nghệ thuật sống này nọ. Đó, chính vì như vậy mà Do Thái ha, họ có những cái lợi đó của họ đó, là nó liên quan trực tiếp tới họ tự nhận luôn. Và có lẽ là như vậy, chúng tôi vì những sách vở đó hay là những cái bằng chứng xưa đó là chỉ họ có thôi, đâu có đâu ai khác có, ví dụ vậy đó. Thì đã được chứng minh cho đến bây giờ rồi, là hoàn toàn trong những cuốn kinh thánh ha, kinh thánh cựu ước tân ước đó là có thật, gần như đến
90% được chứ không phải đấy. Nhưng mà nó có thể nó chỉ có sai biệt là cái chỗ là cái cách họ viết lại là họ giai đoạn nào đó như thế nào thế nào đó. Thì ví dụ như bây giờ cái giai đoạn mà ống định Chúa Giêsu Kitô lên thập giá cho nó nói đầy đủ cái chữ đúng ý nghĩa thời đại đó, thì nếu họ hơi thiên vị tí họ sẽ không nói rõ lý do là chính những người Do Thái vào giai đoạn đó, những người giàu có vậy đó, muốn đóng định ngày hôm nay, tại vì họ sợ ông nổi lên làm vua của Do Thái nắm họ. Còn hiện vào lúc đó với ở xứ đó đó ha, Ai Cập hoặc là từ thời gian là họ đã đi với họ đã đi với các chính quyền hết rồi, nào có nghĩa là họ cũng như là chính quyền của họ, chỉ có khác là thì giống gần không đúng không? Cho nên đó có những cái họ biết nuôi mẹ đi thì chính là Palestine đó, tức là mình thấy tại sao Do Thái Palestine họ đánh nhau hoài, giành giật nhau chẳng gì vậy? Thì hai bên nào cũng nói tao mới là con của Chúa Giêsu gì đó. Đó, thì bên này nói bên kia mày á phán Chúa, mày nghĩ là hồi đó là mày trị hay á rồi mày tố này kia mấy tụi La Mã nó mới giết Chúa Giêsu. Đó, thì mình không biết bên nào đúng bên nào sai, đó là chuyện trên sách vở thôi. Đó, cho nên là nói về các anh hiểu tại sao Palestine cái nước nó nhỏ vậy thôi nhưng mà nó có một cái niềm tin khác, cứ đánh nhau với tụi đó đại loại. Chỉ nếu nó yếu hay là nó lơ mơ không có một cái gì đặc biệt là Do Thái á, nó diệt tụi hết luôn, nó là diệt chủng ngay luôn cho xong, nó không được, tại vì chính người Do Thái nó anh em với mình mà, đó cho nên là chính những điều này nè, tụi nó là những người chi, chẳng hạn như ông ví dụ ông Vũ thì ông bắt đầu ông học thuyết đó, thì phải đi qua những cái bài đơn giản nhất là như vậy đó, đơn giản nhất. Tại vì nếu không học về tôn giáo, không học về thần học thì chắc chắn mình không nâng cao cái trí mình lên được, là vì cái xã hội loài người từ đó đến giờ là bởi vì trong các đạo như bên đạo Thiên Chúa đó, đi tu cha đó là phải học thần học, đó là học chuyên về hát nam môn thần, tại sao thần nào bên Phật họ tại sao họ tin vậy, họ nói là Phật làm cái gì, ví dụ đó phải học đầy đủ hết của các đạo, nó gọi là thần học. Cho nên là muốn nhập môn của các cái vấn đề phần mềm học ít nhất anh phải hiểu về thần học cái đã, cho nên ngồi mình nhập cái mớ thần học thì vô đó cũng muốn điên luôn rồi ha. Cho nên nó rất dễ làm mình phát biểu ra mà nó hơi bị kéo ngoài đó, là tại vì cùng một sự việc đó nhưng người của cái quốc gia đó chẳng hạn là Thiên Chúa, đạo Công Giáo, đạo Tin Lành, đạo Cơ Đốc gì hết, cái người đó phát biểu là vì vào giai đoạn đó và họ ở quốc gia họ mới nói như vậy được. Chẳng hạn cứ nói là có những câu như ông Vũ Quang cũng hay thường hay lấy ra ông nhắc là vì ông coi lại sách của tụi Do Thái nó biết vậy, xin ra nghĩa là nó truyền tải nó nói hễ có ai hỏi là hay là không cần ai hỏi tự nó đi bất cứ đâu nói chuyện với thì nó sẽ nói là nếu ta không làm thì ai làm, thấy không? Đại khái là và cũng không nói rằng là khi nào khác chịu được, không có liên quan quá khứ hiện tại với nó, mà ý nói là cái gì đó, họ sẽ làm gì thì bây giờ nói thì nghe thấy như vậy thôi ha, chỉ lý thuyết thôi, chứ thật ra bản thân gốc của người Thái không có nhiều vấn đề trong đó, nhưng mà những vấn đề đó nó chỉ giới hạn để họ bớt hay lên, nhưng mà ngoài ra họ vẫn hay được, có nghĩa là nó vẫn lọt những cái đặc biệt hơn. Thì ông Minh Vũ ông đang muốn học theo như vậy, nhưng cũng có những điểm thì ông lại muốn học theo Nhật, ông hay nhắc tới cả đạo rồi. Và một số những cái cộng tác của với công ty gì của Nhật đó, rất chặt chẽ, nó thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà đây giờ để vào cái video đó tôi có tài liệu trước mắt đó, tôi nói rõ hơn đây là giống như cái lời mở đầu nó rất là nghe chơi như vậy thì các bạn cũng phải hiểu là tôi
tương đối ha, cái mức độ hiểu biết phải như thế nào thì tôi mới dám ý kiến vào những cái việc mà gây sốt này, chứ tôi không có những cái căn cơ về cái hiểu biết của mình thì nói là chết chặt là chửi lại cho hai mình ý kiến bị bạc không? Gọi là gì ý kiến không biết thì thôi đi ha, vì đang nói này nói kia đó. Cho nên các bạn cứ theo dõi các bạn sẽ thấy là có thể đương nhiên không biết ai chứ không chưa chắc là nguyên vụ nhân viên nào họ sẽ hồi đáp lại hay những cái ý kiến của tôi trên video. Mà tôi nói cho thật tình thì tôi muốn làm mục đích là để cho mọi người cùng hiểu và Trung Nguyên họ cùng nhìn nhận lại vấn đề một cách thấu đáo hơn. Chứ còn như lâu nay là cái cách làm và cách thể hiện của Trung Nguyên có vẻ là hơi bốc đồng quá, hả? Gọi là chủ quan quá, có những cái kiểu nói thì là quá chủ quan. Chưa làm mà làm sao biết chắc là mình sẽ vượt dẫn cả quốc gia lên ha, mà vượt bằng cách nào thì chưa có. Đó là đấy, tôi nói cho các bạn, tôi sẽ phân tích cụ thể, có nghĩa là nếu đã đưa ra được một cái giải pháp thì mình sẽ thấy ngay là được hay không được, bao nhiêu phần trăm. Nhưng đây thật ra là chưa có phương pháp nào hết, tại vì cái đây mình muốn theo trong mình muốn là làm cho nước Việt mạnh lên cứ ra thế giới hàng để ngang hàng với các nước, chứ không phải để làm cà phê cho nước Việt Nam. Nhớ các bạn phải hiểu như vậy nghe, trong nước Việt Nam dù có bao nhiêu tiệm cà phê hàng quán bán được nhiều hay ít bao nhiêu là không phải là trọng tâm của cái kế hoạch. Nhưng ông đã lưng vũ đã từng tuyên bố mấy năm nay mà cái trọng tâm phát triển ra thế giới mới là cái thì rất chi si các bạn để ý có phương hướng là không có, chỉ có lý thuyết thôi, nói mấy điều muốn năm điều gì nhưng mấy điều đó muốn làm cho được thì làm cái cách nào, các nhà để làm bây giờ nói mới nói thôi người ta đã không chịu nghe rồi kia tôi làm để theo là theo đi mà được G63 độ khủng. Nó có nghĩa là G63 này nằm trong theo cái nhìn của tôi và một số những anh em mà mình có một tí chuyên môn thì chúng ta đặt nặng nhất vấn đề bây giờ, có nghĩa là yêu cầu góp trong thường góp khí yêu cầu Trung Nguyên và nhất là bản thân cũng phải đưa ra được một cái phương một cái không phải là phương hướng một cái giải pháp và kỳ công nhất là gói độ nói như là cà phê chích đạo mà không đòi làm cà phê chích đạo thì tôi có thể khẳng định cà phê Trung Nguyên có rồi, chít cà phê chít Trung Nguyên cũng có luôn rồi, chít là Nguyên cũng có rồi chứ, nhưng đạo thì chưa có. Đạo là sao? Đạo chính là cái con đường để đi tới những cái đó theo mình gọi là đi đến mặt cách nào đấy, không phải là đưa xe sang SUV Mercedes ha, rồi cái người mẫu rồi lên đẹp chạy hành trình từ Nam ra Bắc này kia với nó là cho xét đường gì là sẽ được. Cái đó thật ra cái đó thật ra là các hãng xe hơi nó mới từ giờ nó tổ chức như vậy. Đây tôi chả biết nó dụ quá bên Trung Nguyên sao mà Trung Nguyên lại nghe lời thì nó làm cái trò đó. Cái trò đó không thể là cái trò mà nhất là tôi đã thấy chưa phát triển thế giới, đây nó phát triển trong Việt Nam thôi, nhưng cứ hỏi các bạn trẻ dưới thôi, có lẽ là các bạn vẫn bỏ tiền ra mua cà phê Trung Nguyên uống nhưng mà họ sách vở gì đó không biết đâu, không biết là họ cho hay cho những người nào thành phần nào phát rộng rãi ra sao, có bốn chữ thôi là cái đó không được, không được Trung Nguyên đặt ra một cách minh bạch. Tôi nói như vậy để các bạn biết là những chính việc như vậy ha, ít nhất là phải có sự minh bạch, có nghĩa là phải báo trước là khi đến tỉnh nào tất cả mọi người ở trong tỉnh đó được quyền ra để lấy sách và xem không thu tiền, chứ không phải đến đây ôm anh cho nó dùng 100.000 cuốn sách cho ai cho thư viện như của gì thế làm sao đến tay người ta nhau rồi chưa biết là rồi á nó sẽ đi tới đâu nữa nhau có nghĩa là không minh bạch trong cái cách đó.
hoặc là có mời mời cho thì chỉ cho một chục hai chục người chịu biểu nào thôi, đó là trong thành đoàn hay là đoàn viên của cái tỉnh đó hay là của công đoàn của Trung Nguyên hay gì đó. Có nghĩa là đó, tôi nói về hiểu là ngày xưa là những cái kiểu làm cái xe đó là nó gọi là một cái tour mà caravan là chạy xe hơi ấy á. Đài truyền hình Việt Nam ngày xưa họ đã làm rồi, nhưng mà không, nó thì chủ lực đó, đương nhiên cũng nó họ mạnh nhất là vì họ có truyền hình. Bất cứ nhà chính trị còn đây mình đâu có đâu, cái thời đại thì đồng ý không phải quay livestream nữa là kia họ, nhưng mà nó đâu khổ cập ra cho mọi người được rồi một thứ hai chứ cái giọng tôi không hiểu là cái này mình nói theo ấy là cái chớn của ai. Nếu bây giờ gọi là Trung Nguyên khởi nghiệp chính trị, khởi nghiệp đi xe của răng đổ của kỹ kêu gọi Gucci Chanel ví dụ được. Ok, tổ chức cái này được rồi, tiền mình có và thành phần á mà họ mua đồ của mình là những thành phần nó thích những cái trò đó, thích những cái trò người mẫu rồi xin xe sang đi quý một dàn xe này kia cái nọ, mang theo đồ để mũ nó là một cái cực tour nó caravan là ngày xưa chữ là lạc đà là ngày xưa lạc đà đi mang đồ đi theo mấy tuần lễ hay là mấy tháng thí dụ vậy ở đây này. Chứ không phải vào giai đoạn này. Có nghĩa đây tôi nói hơi mất lòng, nhưng mà Trung Nguyên bị hạn xe rồi đó, dù rồi. Có nghĩa là tổ chức những cái này ra thật ra là để quảng cáo cho mấy cái SUV của Mercedes thôi, chứ hành trình từ trái tim mình nó chỉ là cái chữ phụ trội in lên cái thân xe đó. Không có một cái tác dụng gì hết. Nó có nghĩa là nếu hỏi cho chính xác thì phát xét đồng ý, tôi đồng ý là vấn đề phát quá, phát cho ai, dân xét đâu, có minh bạch vấn đề đó không, không, em cho những người mà giống như là cái quan chức ở tỉnh đó, bộ văn hóa quen, cứ giao cho họ, rồi họ cứ làm gì làm gì kia, thế thì, nếu mà chưa làm một cái cuộc điều tra cụ thể, làm cuộc điều tra cụ thể thì mới biết là cái đồng ý là cái tư tưởng tốt, cử chỉ tốt ha, hao tốn tiền nữa, nhưng mà đưa ra cái kết quả thì không được gì đâu. Đáng lý ngay từ đầu phải có những người tư vấn chính ngạch chuyên nghiệp họ cảnh báo liền ha, không được, các này có thể sẽ dẫn tới cái gì đó ha, chứ không phải là thành công. Nhưng không, lại cứ đâm đầu vô, chỉ cần đi 2-3 tour thôi là sạch nghiệp á. Tôi nói như vậy chứ không phải đơn giản, nhiều đến lắm. Đó là hãng xe nó đã là cái dính cái tên tuổi của nó trong đó. Quay phim lúc nào thấy xe tụi nó không thì nó đã là đỡ gánh cho một số chi phí khá lớn rồi. Nhưng ngược lại mình đây trả tiền người mẫu người đồ nó đi theo liên tiếp mấy tuần như vậy á, rồi nhiều đến lắm. Thì nói tóm lại tôi hiểu vấn đề này, làm chừng vài chiến dịch này á là Trung Nguyên có cơ sập tiệm đó, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên là làm một cái thôi, làm một cái mới đầu lúc đó là do thầy là mới học theo học thuyết ha, mới là nhìn thấy tình hình thế giới ha, và Việt Nam muốn làm một vài pha cho nó mạnh mẽ lên thì làm đó, nhưng mà vì không có người tư vấn cho đúng lúc đúng trường hợp, đây chúng ta bán cà phê, chúng ta không phải những độ cao cấp, không phải bánh xe hơi, không phải nói tóm lại là như vậy, chúng ta không làm showbiz đó. Vậy nha các bạn, xin phép tôi ngưng cái phần giới thiệu ban đầu ở đây và để trở lại mời các bạn xem video chính thức chúng tôi nói chuyện trực tiếp, có nghĩa là chúng đề đạt những cái góp ý trực tiếp đến tập đoàn Trung Nguyên và nhất là cá nhân ông chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên là Đặng Lê Minh Vũ, để anh Vũ có thể nhìn nhận lại một tí, tại vì công việc nào cũng vậy, xung quanh mình có khi là
anh em, bạn bè, nhân viên quá quen thuộc với mình rồi. Cho nên là mình không thấy có cái gì lạ hết. Và họ cũng trả báo lên cho mình những cái gì lạ. Vì những cái việc đó có thể thuộc thẩm quyền của họ mà. Họ làm nó lờ mờ, báo lên không được. Cho nên chúng tôi muốn đưa đây lên để riêng chính bản thân ngành Vũ cũng như những người đọc, các bạn nghe sự góp ý của chúng tôi xem có đúng như không. Các bạn có thấy như vậy thích hợp không? Nếu thấy không thích hợp, phát ảnh vô liệt, bấm comment, viết vô liệt. Không, mấy ông góp ý người ta, chung người đảng với ông, không đúng, nghe không? Vì lý do như thế này, thế kia thế nào, nêu ra. Chúng tôi rất luôn luôn sẵn sàng nhận ghi. Mà trên nguyên tắc thì rồi các bạn sẽ thấy trong cái video đầu tiên đó là ngoài trừ vấn đề góp ý theo cái cách như tôi nói đáng buồn đấy là mình phản bác đó. Sau đó chúng tôi sẽ để bù lại, chúng tôi sẽ góp ý cho bản thân cá nhân ông Đặng Lê Minh Vũ, là vì tư tưởng là nằm ở đó mà ha. Ông là người đưa ra một giải pháp cho cái ý tưởng hay là ông đang muốn mở rộng bao nhiêu này, một giải pháp cụ thể. Tôi nói như vậy cho nó thật rõ ràng chứ không cái gì đường phương hướng gì nó thì nhiều rồi, ai biết không được. Phương hướng là mới nhìn về cái hướng đó thôi chứ chơi đâu phải ra biển, nhưng mà nhìn về ngoài biển, nhưng mà đi độ bao nhiêu hả? Ra bà nó chỉ bao nhiêu đó, biết cái hướng chính xác mình đi nhé. Đó, thì đó là chúng tôi gọi là giải pháp. Thì bù lại nha, chúng tôi sẽ góp cho Trung Nguyên một giải pháp thực tế để có thể là thực hiện ngay. Cho nên nếu các bạn có quan tâm thì nhớ theo dõi nhé, để xem chúng tôi nói nó có đúng như vậy không, hay là chúng tôi toàn nói sao như vậy, giải pháp nào toàn là tào lao đó, thí dụ như vậy nhé. Các bạn nên nhé, tại vì chúng tôi thấy ở đây Trung Nguyên họ đang có đầy đủ, và theo chúng tôi nhìn là công ty có năng lực để thực hiện một số việc như vậy đó. Cho nên chúng tôi mới góp ý cái giải pháp vô cho Trung Nguyên, chứ nếu mà yếu thì chúng không góp ý làm gì, là vì nó không phải là cái nơi có thể thực hiện được cái giải quyết đó. Là vì thứ nhất tư tưởng thì chúng tôi nghĩ là đúng rồi đó, chứ tư tưởng làm cho Việt Nam mạnh lên vươn ra quốc tế thì đã rất đúng đó. Nhưng mà có giải pháp gì, làm như thế nào để đạt cái thành quả nhanh nhất, hay mà tránh phải đi qua những cái con đường đạo á. Đạo là phải đạt như thế nào, chứ còn cứ ngồi dạng hay là đây, ví dụ nói trong nước mình người ta còn không chịu nghe, tôi biết không, nói mình nói này kia làm sao mà mở rộng ra ngoài được. Ra ngoài người ta nói tôi biết hết rồi, cái kia tôi nghe lâu lắm rồi, nói anh kia nữa vậy nha các bạn. Đó, tôi hứa hẹn ha, một câu hứa hẹn để các bạn có thể cho là nó là ít nhất là chất xúc tác để nghe vô hết, coi hết cái video của mấy ông này không nói ra sao, có tầm bậy không, nói ăn to nó lớn lắm có đúng không. Vậy nhé các bạn, chúng tôi là trên quan điểm là kể cả làm việc cái thứ gì rất thoáng thoải mái, và nhưng mà phải có căn cơ đàng hoàng nhé, và phải cần nhất là đúng, có nghĩa là phương pháp phải chính thống, không làm những phương pháp bậy bạ lòn lách như sau để miễn là đạt được thành quả. Không, tôi nhớ là như vậy nhé, quan điểm của chúng tôi là làm chính thống.